À, xin chào các bạn, hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn, đây là chiếc cái quạt mà cũng lâu đời rồi của thương hiệu Mitsubishi. À, chiếc quạt này bắt đầu chúng tôi chuẩn bị sẽ mạ vàng bộ số 9. Rất là tật chiếc quạt cũng khá là lâu đời, đây thương hiệu Mitsubishi. Thì chúng tôi sẽ mạ toàn bộ thân đồng quạt này và cái bầu quạt đằng sau. Tất cả những này chúng tôi sẽ về bố cục thì chúng tôi sẽ mạ vào một số 9. Riêng cánh thì chúng tôi vẫn để lại. Chiếc quạt này thì có nên thì chắc là cũng khá là ổn. Thì về mặt bố cục thì chúng tôi sẽ mạ mờ thôi. Những cái bầu quạt này mạ mờ này, chân quạt cũng sẽ mạ mờ.